Chào cả nhà. Hôm nay người ta sửa cái khúc ống nước này ở chỗ khúc này, bữa nay nó cúp nước nè ông bà. Người ta làm ngay cái khúc này cho nên hả cúp nước hồi sáng 10 giờ cúp nước tới giờ nè. Nó đang đào mấy cái ống nước lên nè cả nhà ơi. Trời ơi, lỗ hồi dòng dọc cái khúc này ha, sửa hết hả mấy tháng trời xỉu luôn, nghe muốn xỉu. Ở đây làm ha. Ở đây gì đâu mà sửa mà làm cái gì mà làm miết luôn á. Đang đào ngay cái chỗ đó, đào sâu lắm đó nha. Các em này thấy má bà nó thấy má bà đi ra là nó muốn chạy đi kiếm dép, nó muốn chạy theo đạo bảo chú ơi. Hả? Thấy má bà đi ra là muốn đi kiếm dép chạy ngược theo phải không? Má bà đâu có đi đâu, má bà đi ngó cái chỗ đó người ta làm chút xíu thôi mà. Đây xe người ta đậu dài chỗ này ha. Đó, nó gì đậu dài chỗ đó nó làm. Làm từ đây tới chiều luôn cả nhà. Bà cô chú ơi, bữa mình lấy chanh muối ha, mình cắt mình dặm mình uống mà mình không quay cho ông bà cô chú xem. Bữa nay mình lấy trái chanh muối ra. Mình cắt ra cho ông bà cô chú xem nó ở trong đó nó thịt rất là ngon ha cả nhà. Trái nào trái nấy nó uống nù. Người nào dòm cũng tưởng đâu là chanh muối vàng mà thật ra là chanh muối mặn nha cả nhà. Chanh muối xanh chứ. Chanh xanh chứ không phải là chanh màu vàng cả nhà. Mà nó muối lên cái màu nó rất là đẹp luôn. Bây giờ mình lấy một trái ra mình dầm nó, mình pha nước đá mình uống nè. Ngon lắm cả nhà ơi. Cái muối hả, để càng đâu ăn càng ngon. Đây, làm gì? Uống không? Uống chanh muối nha, mày pha chanh muối cho uống nha. Uống không? Không uống. Uống không? Có uống không? Uống không? Uống không, mẹ đầm chanh muối cho uống nha. Hả? Mình sẽ cắt ra cho ông bà cô chú xem nó ở trong nha. Ở trong của nó. Nó sẽ nha, cái thịt của nó ngon cái nào cả nha. Ủa nó đầy thịt lắm luôn cả nha. Để trái chanh muối nó chắc á. Cho nên ha. Trứng này muối rất là ngon cả nhà ơi, coi nè. Cả nhà coi. Ông bà cô chú xem nè. Trời ơi trong nó rất là đầy thịt luôn nè. Cô chú xem nè. Ủa trái chanh muối nè. Ơi nó muối tới ha, trong đây ha, nó no thịt mà nó tứa. Nó tứa cái tinh dầu ra này cả nhà, ngon không? Rất là ngon luôn nha. Bây giờ mình pha nước đá. Bà cô chú ơi, đi chanh muối nè, nhìn rất là ngon luôn nè cả nhà ơi. Đó, có em dắt nó thưởng thức nè. Rồi, uống đây, uống cho bà cô chú coi ngon không? Đổ nè, coi chừng đổ nè, té nè. Đó. Uống vô, uống đi. Ê, đúng. Đổ, coi chừng đổ. Đổ ăn đòn ha. Rồi uống vô cho bà cô chú ăn ngon không? Nhìn nó đi trên muối rất là hấp dẫn luôn nha cả nhà. Ngon lắm không bà cô chú ơi. Trời mà nóng nực ra uống chanh muối coi gì, uống chanh muối á. Mình pha miếng chanh muối này rồi xong mình nặn miếng chanh tươi vô nữa cả nhà. Trời ơi nó uống nó rất là ha. Uống cái này ha, nó ít có kháng nước nha cả nhà. Mùa hè này mà uống cái này rất là hay luôn á. Ngon lắm. Nè uống đi. Uống cho ông bà cô chú xem. Mời ông bà cô chú uống với hai mẹ con mình nha. Mẹ mai mẹ uống miếng đây. Ngon lắm. Mẹ con uống đi. Tới con uống đi. Con uống đi. Con chừng đổ nè. Uống đi. Uống vô. Rồi uống vô. Mâm đi. Uống ngon không? Rồi uống vô nữa. Uống vô nữa, uống miếng nè, uống miếng cho bà cô chú xem. Uống nè. Ôi trời, ngon quá. Chú Một. Chú Một. Hai cha con chuẩn bị đi đá banh nè ông bà chú ơi. Coi công tử à. Công tử đi đá banh nè, ba phải phục vụ tới vậy á. Ba đi đá banh rồi xong rồi ha, ba đi mà đu 1, 2, 3 luôn hả? Mình mới kêu chồng mình ha, nói ha, John đưa John đi đá banh xong rồi ha, chạy bộ vòng vòng ở chỗ đó luôn. Coi gì mà cứ coi miết à. Đem điện thoại dẹp nghe không, đi đá banh không có đem điện thoại theo nghe không. Coi kìa. Bộ đồ là không được nghe nhạc. Tắt. Để. Bộ đồ này ha, mua đâu nói không bà cô chú nghe coi. Bộ đồ này bữa đi chơi ở bên Đức nè, ông bà chú em bộ đồ ha, bộ đồ mắt in của Thích Đan nè. Trời nó nhỏ luôn rồi John.
Không biết gì, bữa sau mua bộ lớn xíu. Ông bầu chú thấy John bây giờ nó cao, nó cũng cao. Ông bầu chú thấy bây giờ cũng cao lớn lắm rồi đó. Đi đá giỏi nha. Hồi nãy vừa chui gốc nước đó. Chiều nay mình sẽ ăn phở nha cả nhà. Trước khi em John bắt đầu, em John đi đá banh, bắt đầu mình hầm nó rồi em John nó về. Mình hầm chừng 2 tiếng là mình sẽ có nồi phở đuôi bò ngon lành nha cả nhà. Vừa đuôi bò vừa xương đó cả nhà. Mình hầm nhiều lắm, hầm bò hầm xương nhiều lắm. Cho nên nó phải hầm cỡ 2 tiếng mấy á nó mới mềm được. Đuôi bò là hầm đâu đó. John vừa về tới là bắt đầu ha, có phở ăn liền nè, sung sướng quá nè. Ăn nhiều được không? Rồi chờ chút xíu rồi bắt đầu. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn phở với nhà mình nha. Phở nha. Cái này của nhà mình nha. Em dắt ngủ ông bầu chú ơi. Cho nên ha. Không có số. Bỏ vô. Cái này ha. Cái này là tương nè, tương tương đen. Tương nữa. Ăn phở. Một cái nữa. Nhiều quá vậy, bỏ nhiều quá vậy. Em thích. Tương ăn phở với lại hồi đó do nó chưa có cái đó. Tương ăn phở với lại tương ướp với lại sa tế. Cái này là mình hàng nãy mới cắt cái quế, cây quế của mình nè. Ông bảo chú khỏi gần tốn tiền mua quế. Đỡ. Bỏ giá vô nè. Ăn giá, bỏ giá vô. Wow, ngon quá. Cái quế nè. Ôi thơm ghê luôn á. Thơm mùi Việt Nam ghê luôn á ông bầu chú ơi. Rất là thơm luôn. Rất là thơm mùi quế Việt Nam. Cái này là hạt giống quế mà ở bên đây bán á, hay là ở chợ Tây bán á, thì nó lai lai à. Còn cái này là hạt giống của Việt Nam mình á, hóa ương lên nó trồng á cho nó thơm ghê luôn á. Con sẽ không có bỏ cái gì cho chút tại con chỉ uống cái súp, không có gì. Jessica nó mê cái nước súp lắm luôn. Xỉu. nãy giờ hầm nồi phở tới gần 3 tiếng luôn bầu chú, 2 tiếng rưỡi rồi đó. Nha, sao nó tắm luôn? Trời tắm gì? Nó chấm mà nó nói tắm. Chấm luôn. Cầm lên, con cầm tay lên. Nhớ chứ cầm tay. Cầm tay lên mới chấm được chứ. Nhớ chứ cầm tay. Vậy ăn phở xong đi mới chấm sao? Lấy xương ra nè, nó xúc cái xương ra luôn nè. Đó. Đây nè. Ôi ngon quá à. Rồi cho anh cầm cắn cái này xương. Cái này xương á. Nóng. Cầm cắn. Ngon quá. Xúc sắc. Đau lắm rồi, từ hồi hè tới giờ mình không có nấu phở. Từ hồi hè đi chơi tới giờ không có nấu phở ăn ông bầu chú ơi. Bữa nay nấu đợi ngon á. Nó sốt nó rất là ngon luôn. Cái nước bổ là nó ra cái nước súp hết rồi. Cho nên hút cái nước súp nhiều vô. Ngon quá. Con có bỏ chanh là ông bà cái chú biết cỡ nào con thích cái sức này. Jessica muốn để nguyên chất không bỏ chú à? Tại con rất là thích chanh mà không có bỏ được chanh là tại con thích cái này. Muốn cái nước súp nguyên bản của nó đúng không? Mai sáng ngủ dậy làm phở ăn. Mẹ hầm thêm tiếng đồng hồ nữa cho cái đuôi bò nó mềm. Ngày mai ăn với ăn.
với lại hầm càng mềm là nó cái nước súp nó càng ngọt, nó ra cái nước súp ăn bổ. Cái gì vậy? Ăn nãy giờ không nặng chanh, bây giờ nặng chanh vô. Rồi mẹ nặng chanh vô rồi nè. Mấy điểm chị hai? Ở đây đi con xem. Mình nấu đúng quá mùi phở luôn là chị hai nó thích lắm luôn. 10 điểm. 10 điểm trời ơi đúng không? Yeah. Trời ơi, ăn tô phở vô nó hầm luôn á, nóng quá trời luôn. Có nóng bà cố. Nóng bà cố cho anh ăn đẻ cho anh đi tắm hay không cho anh đá banh. Nghe trộn chưa? Chậm rồi, trộn rồi. Nhanh đá banh về chưa tắm luôn á, bà chú ơi lói luôn rồi. Cái này xương bò cục nào cũng nấy thịt quá trời, ăn một cục thôi là muốn xỉu không bỏ chú. Con làm được không? Làm theo chai luôn dễ hơn. Chai em có làm mẹ không? Do em có làm. Ngon quá. Good papa. Cảm ơn gặp bạn. Bạn nói bậy. Cười, cười. Bạn nói bậy. Ừ. Nguyên qua là có mình thi dẹ. Để xoài với đẹp. Ai xoài vậy? Ai nói vậy đúng không? Ba nói vậy đúng không? Ba nói à sốt. À sốt. Hả? Là sốt là gì? Giờ sốt. À, giờ sốt. Ừ. Bữa nay đá có sút sút banh vô trái nào không? Sắp sút vô. Sắp vô mà chưa vô hả? Tại giống cái thế luôn. Mắc mà. Hả, mọi người chứ nó lắm. Tự nhiên mắc mờ vô duyên không? Vậy hai mày đá banh mà nói người ta mắc mờ. Tại có người cản đợi đúng không? Ừ. Thằng đó kỳ quá, sao nó không muốn để cho Doanh xuất vô vậy? Không phải giống nhau. Ờ, nó không phải đội cùng con hả? Nó đội khác hả? Ừ. Bữa hôm đấy bộ lồn này cho em Doanh không lấy bộ bự bự chút xíu. Em Doanh mặt muốn chặt luôn rồi nè. Bữa đi một đứa mua một bộ, em dắt một bộ, em Doanh một bộ, chị hai một bộ. Nhà thích cái nhà thích cả nhà thích cái này. Ừ. Mà nhà thích cả. Nữa không mẹ đấy cho. Nói nữa. Ăn phở lẹ lẹ đi rồi mẹ đấy. Rồi lúc đó con mới ăn dễ được. Chứ nếu không là con ăn một hồi nữa tô phở nó ở tè đè. Coi như
Tuần tới thứ tư là mấy đứa con đi học hết ông bà chú ơi. Ở đây tới ngày đi học là đi học thôi à, không cần phải phải đo cái gì hết, không cần phải chuẩn bị cái gì hết á. Tới ngày đi là cứ vô thôi. Mẹ phải chờ chứ nào, mẹ vô phải... bỏ nhiều quá vậy. Vô nuôi con bỏ nhiều quá, con ăn đẻ lớn để mà hồi tới ăn cái phở cho nó, ôi cái phở nó nguội kìa. Cầm tay đi, cầm tay đi, cầm tay. Em bỏ xương, lo ừ, xương. Con cầm tay đi nè, cầm xương cặp đó đó. Ngon quá, xúc sắc. Lại này nóng quá. Ừ, nóng quá, ăn phở trước đi. Vớt cái phở ăn trước cho nó ngâm trong nước phở chút xíu rồi nó nguội rồi. Ừ, cặp nó dễ. Ngày mai ngủ sáng, ngủ dậy người quốc tô phở là ấm đồng người chiến sĩ. Ngon chị hai? Rồi chị hai hút sạch nước, chị hai nãy kêu kêu má mẹ bỏ nước nhiều nhiều vô ha, đầy cái tô luôn á. Mình ăn tới đây thôi, cho anh từ từ nó ăn đi. Ta cái này tên cái gì vậy? Tên phở, phở bò. Vỗ tay. Phải vỗ tay cho mẹ con. Tao. Chị hai mà món nào mà chị hai yêu thích là chị hai vui lắm ông bà chú ơi. Mấy đứa con ở đây là như vậy là đủ rồi đó. Rồi, chào tạm biệt bà chú đi. Bà chú cho con nhé, nhắc nhở bà chú cái thì đăng ký chia sẻ với like. Cảm ơn bà chú. Mong bà chú. Cảm ơn bà chú rất nhiều. Video họ sẽ quay tới đây thôi. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Bye bye.